Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mẹ đơn thân Diệm Châu háo hức ăn tân gia căn bên hao mới tậu. Diệm Châu khoe ảnh bên năm con, cặp song sinh lai tây ngày càng đáng yêu. Diệm Châu có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình và năm nhóc tì đáng yêu. Những khung ảnh của nữ diễn viên bên năm con nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Gần đây cô cùng các con đã thực hiện một bộ ảnh chỉnh chu và rất xinh đẹp. Diệm Châu khoe khung ảnh quyền lực bên năm nhóc tỳ đáng yêu. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Diệm Châu đã đăng tải khung ảnh quyền lực bên năm nhóc tỳ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên cùng các con thực hiện bộ ảnh gia đình tại studio chuyên nghiệp. Cả nhà của Diệm Châu diện trang phục đồng điệu nhau. Nếu như những cô gái mặc đồ áo tông xuyệt tông với màu trắng, thì hai cậu con trai cũng diện vết xanh chỉnh chu. Khung ảnh gia đình của ba mẹ năm con Diệm Châu nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trong đó cặp song sinh lai tay nhà nữ diễn viên chiếm trọn spotlight vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Diễm Châu vô cùng hạnh phúc khi có năm nhóc tỳ dễ thương. Cặp song sinh nhà Diễm Châu ngày càng đáng yêu. Diễm Châu từng chi tiền tỷ để thụ tinh nhân tạo và có được cặp song sinh lai tay. Diễm Châu chia sẻ, món quà to lớn lắm các mẹ ạ. À. Một kỹ sư, một doanh nhân, nhà ngoại giao, một người mẫu, một hoa hậu, một diễn viên hài cùng với đó 20 ký mở, sự lo lắng giận dữ, đến sự yêu thương, niềm tự hào và cả một cuộc sống đầy ý nghĩa mà món quà này đã mang lại. Cảm ơn món quà đã đến bên mẹ, giúp mẹ học cách yêu thương, học cách chia sẻ, học lo lắng, học kiên nhẫn. Cảm ơn các con đã cho mẹ một đời đầy ý nghĩa, giúp mẹ hiểu được mục tiêu của đời mình, đã tặng mẹ những gia vị tuyệt hảo nhất để món ăn cuộc đời của mẹ trở nên đậm đa và hoàn hảo hơn. Ít ngày Diễm Châu cũng vừa hào hứng ăn tân gia căn bên mới tạo của mình. Một số sao Việt như Kỳ Duyên, Minh Triệu, nhà thiết kế Đỗ Long và những người bạn thân thiết đã đến chúc mừng nữ diễn viên có thêm nhà mới. Không gian căn bên hào mới của nữ diễn viên, nhà mới của cô có ban công cực rộng rãi. Có thể nói cuộc sống làm mẹ đơn thân của Diễm Châu ngày nay chỉ gói gọn vào năm nhóc tỷ của mình, nội diễn viên vẫn đang cố gắng từng ngày để các con có được cuộc sống hoàn hảo nhất bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo